bông bông nhóc luôn cả. Đại Lộc là nghe cái tên là thấy hên rồi chị. Chào quý vị các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển ở chợ Hoa Tết Long Xuyên và tiếp tục coi những cái chậu cây kiển cũng như là hoa Tết đã trưng bày ở đây. Tiếp tục thì mình vẫn thấy những cái chậu hành, hành trừ cặp trăm mấy cũng có quý vị. Cây mấy chục, trăm mấy, cây bự hơn thì giá nó khác. Ở đây mình có thấy những cái chậu bonsai nữa đây. Có khế nè, có nguyệt quế nè. Ở đây lại có những cái chậu mai nữa kìa, mai Đại Lộc, xin lỗi mình không biết mai gì, mình đón mai gì đây không biết nữa, rất là đẹp ở đây. À, ba trăm, 350. Cái bông nó bự không? Giống này là giống mai gì chị? Đại Lộc. Đại Lộc. Wow. Đó, đây là Đại Lộc. Wow, đẹp quá. Hoa cũng nhiều quá vậy. Cây này đẹp nè. Bông bông nhóc luôn kìa. Đại Lộc là nghe cái tên là thấy hên rồi chị. Chị coi cái Wow. Cây này là để bàn rồi, quá vừa luôn, đẹp luôn. Mua mấy năm trước thì giờ nó lớn rồi. Nè, dán cái gốc cũng đẹp này. Nguyên hàng luôn bạn, 350-400 nhóc hết. Nguyên hàng luôn ha, dòm đều, dòm đẹp quá chừng. Ở trong cũng vô người nguyên hàng luôn rồi. Đại Lộc là bông nó chùm chùm mà màu, dạ chùm bự mà màu nó đỏ đẹp. Bông nó dữ dằn lắm á. Này là Tết vừa lắm luôn à. Thì ở đây bay cây bự bự không có xin tham quan nữa. Đây những cây chậu rất là bự quý vị, năm nay Đại Lộc rất là đẹp luôn, chậu to to không nè. À, đây là Đại Lộc đang về với chợ Long Xuyên. Những cái cây này rất là to, hoành cũng khá bự quý vị, đàn đồ thấy nó cũng rất là đều. Đi cẩn thận. Mấy cây trong đây không vậy? Cây này khá cao quý vị. Ở trong đây nữa, trong đây nữa. Rất là nhiều luôn. Để nguyên một hàng luôn, người ta vô chậu sẵn hết. Chậu khá là đẹp. Cảm ơn. Đúng rồi, đúng rồi. À, bonsai miền Tây. À, bonsai miền Tây. Miền Tây hả? Bonsai miền Tây. À, miền Tây, miền Tây. À. Mình có thể gì giới thiệu cho bà con một số chậu cho bà con xem được. Không. Ở đây là cái giá mình là khoảng nhiêu á, những cái chậu như gì? 300-350. Chị tên gì? Tên Lệ. Chị Lệ phải không? Chị Lệ ở chợ Long Xuyên đang bán rất là nhiều mai Đại Lộc nè mọi người. Người có thể đến ủng hộ gì ha. Đây mình sẽ quay cho mọi người ở đây. Mai Đại Lộc thì thấy nó rất là bông, rất là nhiều ở đây nè, bông đơm ở trên mọi người. Còn những cái chậu đó là khoảng bao nhiêu á, cái tầm là 3 triệu đều hết. À, là 3 triệu. Mọi người có thể lựa những cái chậu này nè, về để trước nhà rất là đẹp ha. Là những cái chậu bên kia hồi nãy mình đã quay cho mọi người xem rồi đó. À, giờ mình quay lại một dọc cho mọi người xem nữa nha. Thì nhanh đến ngay chợ Long Xuyên nha, chỗ chị Lệ. À, rất là đều. Còn những cái hàng nhỏ là mình cũng vài trăm, 300-350. À, giờ mình sẽ quay từ từ cho mọi người xem để có đến ủng hộ như lại nha.
Để rất là đẹp á, nguyên hàng luôn. Này, quay từ từ cho mọi người xem nha. Những cái cây này cái dáng rất là đẹp. Mình là ở đâu đến bán chị? Ở Mang Thích, Vĩnh Long. Mang Thích hả? À. Lệ ở Mang Thích. Giờ mình sẽ đi dài ra làm sao cho mình xếp. Dài ra làm sao, quay dài làm sao luôn á. Rồi. Đây. Quay từ từ cho bà con mình xem nha. 300-400 một cây thôi. Chị lại mình thích đó, mình sẽ đi một vòng để quay những cái cây mai này cho mọi người xem đây luôn. Đó. Ở trong đây mai nhiều, rất là nhiều nụ luôn mọi người. Đặc biệt mình thấy những cây này rất là nhiều nụ á, mà cái dáng nó cũng khá đẹp nè, cái dáng nè. Dáng nó đẹp hả mọi người. Dáng nó sóng sắn, cây cao khoảng 4-5 tấc à. Cái này là năm nào mình cũng bán hay sao vậy? À, năm nào cũng bán mà. À, ngay chợ Long Xuyên nha mọi người. Hay là mình bán tới ngày mấy? Tới bữa 30. 30 Tết. Đó, mọi người có thể lựa tới ngày 30 Tết luôn nha. Nhanh chóng ra để lựa những cái chậu mai dạ lộc cho mình. $300-350. Chậu 300-350. Chậu lớn thì 3 triệu á mọi người. Khá dễ chơi ha. Mọi người đang mua đây. Bông này siêu nụ luôn ha. Nhiều quá luôn. $300-350. Cây này bự quá luôn. Cây này 3 triệu đó mọi người. Đó, cái hàng này là 3 triệu nè. 3 triệu á. Mình sẽ quay cái hàng này cho mọi người xem. À đúng đúng, đại lộc đúng rồi. Bông chùm mà nụ bự nè. Cái nụ đó. Cái này khoảng 2-3 ngày nó mới ra cánh. Không, trời ơi, 5-6 ngày nó mới ra cánh vậy, cái nụ bự vậy đó mà nó chưa ra cánh. Này đại lộc phải đó cô ơi. Mấy đại lộc không, năm nay đại lộc xong rồi, năm nay xong rồi xe. Xong rồi gì đó. Xong mà cát tôm bộ lạnh hết trơn ha. Nó bông, nó bông chùm mà nó nụ nó màu vàng. Nó ra cái bông cái màu vàng mà cây này thấy nhụ quá luôn rồi nè. Chùm chùm bông chùm chùm đấy ha.
10 ngày nữa là mình có này là vừa nè. Vừa luôn á. Cái này là gực luôn á. Cái nụ này nó chậm nở mà cái nụ rất. Đồng giá. Dán đẹp á cô. Cây này dán đẹp. Mình dưỡng năm sau chơi. Không, mình phải biết được về thay đất rồi thêm chút kích thích rồi vô nó. Rồi thì mình đã review thêm một chỗ bán mai đại lộc cho mọi người nha mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người nha. À, 300, 350. Chậu lớn 3 triệu. Tạm biệt mọi người.